Xin kính chào toàn thể bà con. Hôm nay lưới đánh cá ở đâu xin giới thiệu với bà con dòng lưới ba màn đánh nổi cao cấp, chiều cao của lưới là 2 mét. Dòng lưới này được thắt bằng dây cào xe hay còn là dây bẹ. Dòng thắt dây bẹ là rất là lớn. Chính vì thế mà đảm bảo được cái độ kéo khi bà con đánh bắt. Đây là chính là cái sợi lưới bẹ này. Để dùng để thắt chân này. Để đi chân, dùng chân này. Đấy. Đây là cái đầu phao này. Đầu phao thắt rất là đẹp. Đây là dòng lưới Thiên Tư rút lọt 4 ngón tay này. Đấy, rút lọt 4 ngón tay. Tiếp theo giới thiệu phần chân chì. Chân chì đấy, như đấy, sợi là sợi bẹ rất là lớn. Và cái chân chì ở đây rất là nặng. Bạn đi đẩy không? Mình phải bóp.